đến đồng thần kinh lễ gửi theo đám mây hướng phương thân khắp mười phương cũng dường nói tam bảo thì cho đời dự đạo theo từ tâm tạm tình cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chỉ tôn học vực đề xa để khổ hồn mê trong quay về bờ Nam mô ưng cung dường Bồ Tát, Nam mô ưng cung dường Bồ Tát, Nam mô ưng cung dường Bồ Tát Ma Phật Đà. Hôm nay ngày mùng năm tháng chạp năm Quý Mão, đạo tràng Phật tử chúng con cung đối Phật tiền hành tâm ma trì tụng đại bi thần chủ nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện lên trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp thì từ chứng minh gia hộ tôi xin các ban ngành các cấp cùng chư quan chức hữu lập từ bi xuống thương cứu xếp giúp cho Phật sự dĩ dời và xây dựng mới hồi tam bảo sớm được thành tựu nguyện Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Đăng a nguyện địa tạng vương bồ tát thành
Em mang lửa đường đèn che đèn đèn khắp mà sông băng lưới đào tràn người phương trên tham vật hai chữ giám tâm hương chỉ thành pháp tinh các vật tình thanh chứng minh Thank you.
Bồ Tát Địa Tạng 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 Bồ Tát Địa Tạng
đề đàn đòi đàn bài đàn bài đàn Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.
Thương cũng
đồng không tương không tương ý như tường sạch kia thọ tường thành thức phân chia Thầy Na Tô Ba Già Xoa Thầy
trên đất liền quả mơ không mà thường với người đời sanh đồng từ ngày đến từ mình được phát ở biển cảnh thế giới thường an toàn thì vô biên đời vương sanh bao nhiêu tội chúng thấy nhiều thường xa địa bác cố về biên tịch đã hàng dụng dưới hướng xoa bọc sáng thường gì em tùy theo chỗ hưởng thường lắm là ca nam mô tam châu càng vừng hộ phạm đi đà tôn thiên bồ tát ca nam mô tam châu càng vừng hộ phạm đi đà nam cho ca vừng hộ phạm đi đà tôn thiên bồ tát. Ông chư đại bi công đức vô biên xin đem hồi hướng mới nhìn gần xa chúng sanh pháp giới bao la cho nam thiện nguyện khai thi với vô biên sanh thời nguyện từ tội trước bao đời đổ di đà hoa sen chín phẩm đà giá mẹ mình hoa khai ngộ bát cố sanh cùng chư bồ tát bạn thân với ta quyền đem công đức tạo ra hướng về gặp ngàn gần xa hương nhớ con cùng buồn tại thanh sơ đều thành phật đạo ăn Yeah.
chúng ta chẳng thể rõ kích thả trí tuệ như biển. See that.